Theo lời người nhà bệnh nhân buổi sáng khi uống thuốc do không để ý nên cụ quy 88 tuổi ở huyện Yên Dũng Bắc Giang đã nuốt cả viên thuốc còn nguyên vỏ khiến cụ đau rát ở cổ cảm giác đau tăng thêm khi ăn uống. Ngay khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cụ Quy đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để thăm khám. Được biết người bệnh có tiền sử suy tim, dung nhĩ, đang sử dụng thuốc chống đông. Sau thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định có dị vật trong đường tiêu hóa của bệnh nhân. Thông qua hội trần ban đầu, các bác sĩ xem xét chỉ định nội soi can thiệp gây mê, gấp dị vật ống tiêu hóa. Tuy nhiên dựa trên đánh giá toàn trạng, bệnh nhân tuổi đã cao thể trạng gây yếu kèm theo bệnh nền suy tim dung nhĩ nếu gây mê nguy cơ rủi ro cao ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh nên đội ngũ thầy thuốc đã trao đổi với gia đình bệnh nhân quyết định tiến hành lấy dị vật qua nội soi không gây mê ekip nội soi đã tiến hành dùng thòng lọng khéo léo gấp viên thuốc lẫn vỏ kích thước 16 x 18 mm ra khỏi lòng thực quản của người bệnh một cách nhẹ nhàng an toàn. Hiện tại sau thủ thuật, người bệnh không còn đau, không có biến chứng, trở lại sinh hoạt bình thường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Trường Giang, phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, người trực tiếp thực hiện ca nội soi can thiệp cho biết: Chúng tôi rất khó khăn để gấp viên thuốc ra vì cạnh viên thuốc còn vỏ rất sắc, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây thủng thực quản, thậm chí có thể gây ra các vết xước, rách hoặc chảy máu tại nhiều vị trí mà nó tiếp xúc. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận can thiệp 12 trường hợp nuốt phải dị vật đường tiêu hóa, chủ yếu là ở trẻ em và người già. Các dị vật hay gặp phải là xương cá, viên thuốc, đồ chơi kích thước nhỏ. Bác sĩ Giang khuyến cáo, nguy cơ nuốt dị vật có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào nên cần cẩn trọng trong ăn uống, sinh hoạt để hạn chế tối đa nguy cơ nuốt phải dị vật, nhất là khi uống thuốc, cần kiểm tra kỹ để tránh nuốt nhầm thuốc chưa bóc vỏ, đặc biệt là các loại có vị sắc nhọn. Khi có tình trạng nuốt khó, nuốt vướng chưa rõ nguyên do, người bệnh nên đi thăm khám và nội soi thực quản để được phát hiện và can thiệp kịp thời. Trước đó, khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng từng tiếp nhận một bệnh nhân nữ 73 tuổi vào viện vì đau bụng do uống nhầm vỏ thuốc. Khoảng 3 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân đau bụng vùng thượng vị và hạ sườn phải âm ỉ liên tục, tăng dần, điều trị ở tuyến trước không đỡ. Bệnh nhân đến khoa cấp cứu bệnh viện 108 trong tình trạng đau bụng tăng, suất cao 39 độ. Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ có tình trạng viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, là một tình trạng cấp cứu ngoại bụng. Bệnh nhân được chụp CT ổ bụng cấp cứu thấy hình ảnh thủng tá tràng đoạn D2, D3 nghi ngờ do dị vật vỏ thuốc, ngay sau đó được mổ cấp cứu thấy dị vật là vỏ thuốc, khâu lỗ thủng tá tràng, lau rửa ổ bụng bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật kịp thời Bệnh viêm phúc mạc là bệnh lý xảy ra do phúc mạc bị viêm nhiễm do nhiều nguyên nhân khác nhau từ nhiễm trùng ổ bụng hoặc từ nơi khác đến. Tuy nhiên, các triệu chứng thường bị chay lấp ở bệnh nhân tuổi cao, đáp ứng miễn dịch kém. Quá trình trần đoán ở các bệnh nhân này rất khó, cần được thăm khám nhanh chóng, tỉ mẩn và chính xác nhằm giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong. Đặc biệt nên cẩn thận nếu bệnh nhân có nuốt phải dị vật như vỏ thuốc, xương, tăm là các nguyên nhân dễ gây thủng tạng rỗng. Nếu phẫu thuật muộn có thể gây biến chứng viêm phúc mạc, suy đa tạng thậm chí là tử vong. Theo bác sĩ Giang, trường hợp bệnh nhân nữ trên là một trường hợp khó chẩn đoán và đến viện 108 ở giai đoạn muộn vào ngày thứ tư của bệnh. Bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên với các trường hợp nuốt phải dị vật trên, nếu được thăm khám bởi các bác sĩ chuyên khoa, nội soi dạ dày hoặc chụp CT ổ bụng nếu cần, bệnh nhân được phát hiện sớm và theo dõi thường xuyên sẽ giảm thiểu nguy cơ biến chứng và tử vong có thể gặp phải. Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin, đơn vị này từng cấp cứu cho ba bệnh nhân lớn tuổi nhập viện vì viêm phúc mạc nhiễm trùng ổ bụng, thủng ruột do uống thuốc còn nguyên vị. Trong đó có bệnh nhân NVP, 78 tuổi, nhập viện khoa hồi sức tích cực vì tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng. Bệnh nhân nuốt phải vị thuốc gây nhiễm trùng ổ bụng do thủng hồi tràng nhiều vị trí. Bệnh nhân sau đó được các bác sĩ khoa ngoại bụng phẫu thuật lấy bỏ dị vật là viên thuốc còn nguyên vỏ bọc với cạnh sắc nhọn. Ekip bác sĩ tiến hành cắt bỏ đoạn ruột tổn thương và làm sạch ổ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị, đã được xuất viện. Theo tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Thảo, chủ nhiệm khoa ngoại bụng Bệnh viện quân Y 175, điểm chung của ba bệnh nhân đều là lớn tuổi, có trí nhớ và thị lực giảm sút, nhiều bệnh nền, phải uống nhiều loại thuốc điều trị hàng ngày hộp phần thuốc của các bệnh nhân được cắt sẵn từng loại và chia theo bữa, trong đó có một số thuốc được cắt ra từng viên từ vỉ lớn nhưng vẫn giữ trong vỉ để bảo quản. vì vậy dẫn đến việc bệnh nhân vô tình uống luôn mà không bóc thuốc ra khỏi vỉ. hậu quả là vì thuốc đã gây rách thủng ruột, trong quá trình di chuyển gây nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa nghiêm trọng tính mạng người bệnh bác sĩ phải phẫu thuật lấy vị thuốc ra. Bác sĩ Thảo cho biết thêm, đa số bệnh nhân vô tình uống thuốc khi còn nguyên vị mà không biết. Cạnh đó cũng có nhiều bệnh nhân nhận biết được việc nuốt phải dị vật, nhưng cho rằng dị vật có thể đi ra ngoài được, nên chủ quan không đến bệnh viện xử lý sớm. Loại dị vật là thuốc còn bảo quản trong vỉ, thường có nhiều cạnh sắc, dịch tiêu hóa không thể phá hủy được nên sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa ở nhiều vị trí chúng đi qua. Nghiêm trọng hơn, tổn thương có khi kéo dài cả một đoạn ruột và phải cắt bỏ. Bác sĩ Thảo khuyến cáo người dân và nhân viên y tế cần tuân thủ hướng dẫn dùng thuốc, không nên cắt chia thuốc đối với những thuốc cần bảo quản trong vỉ. Đối với người lớn tuổi, người có thị lực kém khi uống thuốc, cần có sự giám sát của người thân hoặc nhân viên y tế. Việc chia liều thuốc uống nên bóc sẵn bảo quản trong thời gian ngắn bằng túi zip hoặc trong hộp bảo quản thuốc. Trường hợp không may nuốt phải vỉ thuốc, cần tới ngay các cơ sở y tế chuyên sâu để theo dõi và xử trí kịp thời.